chương 51, em dám. Edit, quanh. Beta, nhược vi. Hồi trung học, ngồi cùng bàn với Chu Hành, anh ấy đối xử với cô rất tốt, cô chưa bao giờ thấy anh ấy nổi giận, luôn dịu dàng nói chuyện với cô, đối với người khác cũng cư xử rất ôn hòa. Vậy nên Hoắc Nhiễm mới cảm thấy anh ấy không có ý gì với cô, cũng chưa hề nghĩ tới vấn đề này, lần này gặp nhau ở thành phố Đồng, cô còn tưởng là trùng hợp, đặc biệt là sau khi biết anh ấy là cháu của lão Chu cô càng thêm tin tưởng đây chỉ là trùng hợp. Nhưng cuối cùng mình lại không có cơ hội này. Nhắc lại chuyện xưa, Chu Hành cảm thấy rất chua xót. anh ấy từng tưởng tượng ra một tương lai tốt đẹp, nhưng thời khắc cô biến mất, mọi thứ liền sụp đổ. Lúc ấy tinh thần Chu Hành suy sụp, vốn là học sinh ưu tú luôn nằm trong top 10, cả một học kỳ năm đó, tuột dốc không phanh, loanh quanh ở hạng 50. Khoảng thời gian cô mất tích, anh ấy luôn luôn hối hận, vì sao không thổ lộ với cô sớm hơn, cho dù cho dù chỉ là một câu vậy cũng đã rất tốt ít nhất là đỡ khó chịu hơn hiện tại lần này gặp lại anh ấy thật vất vả mới tìm thấy cô vậy nên anh ấy muốn bày tỏ tất cả tâm tư tình cảm của mình tuyệt đối không thể yếu đuối không thể chùn bước một lần nào nữa anh ấy hiểu chỉ cần chậm mất một nhịp anh ấy sẽ bỏ lỡ cả cuộc đời của mình hoắc nhiễm mình thích cậu hoắc nhiễm chưa bao giờ được tỏ tình có thể nói chưa từng có ai ở trước mặt cô nói thích đột ngột như vậy cô thật sự lúng cuốn, không biết nên làm gì. Chắc chắn là không thể đồng ý được rồi, nhưng phải làm thế nào để từ chối mà không tổn thương tấm lòng người khác đây? Lão Chu Chưa nói với cậu sao? Hoắc nhiễm lấy lại bình tĩnh, trong lòng chần chừ, nhưng vẫn quyết định nói ra mấy lời này. Chu Hành nhíu mày, không hiểu ý cô. Hoắc nhiễm nhìn phản ứng của anh ấy, liền hiểu được anh ấy không biết, thầm nghĩ, lão Chu đúng là không được việc, Rõ ràng lúc trước cô đã nói với ông ấy rằng mình có bạn trai, cô còn tưởng lão Chu đã nói với Chu Hành rồi. Mình có bạn trai. Hoắc Nhiễm nhìn anh, bình thản nói. Chu Hành ngẩn ra, mặc dù có nghĩ tới đáp án này, nhưng giây phút nghe thấy, trong lòng anh ấy vẫn cảm thấy nặng nề, đầu óc trở nên trống rỗng. Là người lần trước ở khách sạn, cậu nhìn thấy rồi đấy. Hoắc Nhiễm ăn ngay nói thật, cũng không giấu giếm anh ấy, cố gắng nhẹ giọng nhất có thể thật ra anh ấy không phải anh trai mình đó là người yêu mình chắc cậu không biết mấy năm qua mình sống ra sao nhưng mạng sống của mình là anh ấy cứu cả đời này của mình chỉ có anh ấy hoắc nhiễm nói thật lòng mặc dù tình cảm của mình có như thế nào ít nhất cô cũng luôn kiên định với nó chu hành nhớ tới người lần trước một lúc sau anh ấy khẽ cười nhưng khuôn mặt cứng ngắc nhìn đồ đạc đã được cô thu dọn xong anh ấy buồn bã nói cậu phải đi rồi không phải hỏi cô mà là lời trần thuật đơn giản có lẽ về sau sẽ không gặp lại nhau nữa không phải cậu học đại học ở đây sao lần trước hoắc nhiễm hỏi anh ấy học ở đâu chu hành không trả lời vậy nên cô tự động cho rằng anh sống ở đây sau này vẫn còn cơ hội gặp lại nói như vậy hoắc nhiễm sợ anh ấy hiểu lầm lại thêm một câu nữa chúng ta mãi mãi là bạn chu hành ngẩng đầu nhìn phía sau cô bên kia đường cách đây không xa có một người đàn ông đứng đó thân hình cao lớn thẳng tắp đôi mắt sâu thẳm giống như có thể cắn nuốt người khác đó là một người đàn ông mạnh mẽ hoắc nhiễm nhíu mày theo tầm mắt của chu hành quay lại nhìn thấy là khương nhiêu xuyên cô nở nụ cười vẫy tay với anh gặp lại sau hoắc nhiễm quay đầu nhìn chu hành chờ mình tốt nghiệp không chừng sau này còn có cơ hội làm việc cùng nhau cô đang định rời đi đột nhiên chu hành gọi cô lại hoắc nhiễm cậu có định trở về không Hoắc Nhiễm dừng lại, anh ấy nói trở về chính là chỉ gia đình của cô. Im lặng một lúc, Hoắc Nhiễm lắc đầu, đáp, "Không, đây là nhà của mình." Lúc trời đi, chính cô đã từng nói, cả đời này sẽ không trở về. Nơi đó chỉ có bi thương và đau khổ, lần nào cũng khơi dậy ký ức trước kia của cô, khiến cô không thể vùng vẫy thoát ra. Hoắc Nhiễm mỉm cười với anh ấy, xoay người rời đi. Khương Nghiêu xuyên đứng ở ngoài, nhìn thấy toàn bộ tình cảnh ở bên trong thính lực của anh rất tốt hai người bọn họ nói chuyện có lúc hơi to tiếng anh có thể nghe thấy một hai vừa hay năng lực trinh thám của anh luôn đứng trong hàng ngũ xuất sắc chỉ cần nghe vài câu anh lập tức có thể đoán ra hai người họ đang nói gì anh mở cửa xe cho hoắc nhiễm ánh mắt liếc qua bên kia một cái nhanh chóng rời đi sau đó ngồi vào ghế lái tối nay trở về sit up một năm mươi cái cho anh khương nghiêu xuyên đóng cửa khởi động xe thản nhiên nói một sit up được dịch sang tiếng Việt có nghĩa là ngồi lên và đây là một bài tập cơ bụng hiệu quả giúp giảm mỡ vòng hai, giúp cơ bụng trở nên săn chắc tự nhiên. Thực tế, sit up có các động tác khá giống với răng gặp bụng nhưng phạm vi chuyển động của nó rộng hơn. Gì cơ? Hoắc Nhiễm rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn sang Khương Nhiêu Xuyên, lắc đầu nói, còn lâu. Cái này anh cũng biết, cô không thể sit up được, không biết là thân thể làm sao, rõ ràng lúc kiểm tra sức khỏe không có chuyện gì, chỉ là không thể ngồi dậy được, không phải cô cố tình, đã rất cố gắng rồi, nhưng lại làm không được. Thời điểm học trung học, đại học, cô đều tập thể dục cho có, nếu là nghiêm túc làm, thà bắt cô chịu phạt còn hơn. Khương Nhiêu Xuyên, anh không nói lý lẽ. Hoắc nhiễm nhíu mày, tức giận nhìn anh, đoán chắc vừa rồi anh nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Đây đâu phải do em. Vậy thêm 50 cái nữa. Khương Nhiêu Xuyên nói tiếp. Anh, Hoắc nhiễm cao giọng, đột nhiên nghĩ tới gì đó, gật đầu đáp, được. Anh Khương đã muốn phạt em một trăm cái, em đành phải nghe lời. Hắc nhiễm cười cười, một trăm thì một trăm. Trong xe lại im lặng, một lúc sau Hắc nhiễm nhớ tới chuyện cổ phần, do dự hỏi, anh chuyển cổ phần công ty cho em, có phải không hay lắm không? Hắc nhiễm chưa từng tham gia chuyện công ty nhà họ Khương, ngoài trừ biết nó đưa ra thị trường rất có giá, cái gì cũng không rõ, nhưng có thể chuyển cổ phần công ty cho cô, có thể thấy người chuyển phải có năng lực đây là món quà nhỏ tặng cho vợ anh sau này bố mẹ còn cho nhiều hơn là món quà bố mẹ chồng tặng cho con dâu ý là sau này vẫn còn có khi còn nhiều tới mức không hết không cần cảm thấy nặng nề cứ nhận lấy đi dù sao đồ của anh cũng là đồ của cô chỉ là chút ít cổ phần công ty mà thôi anh đã vui vẻ tặng cho cô thì không ai có quyền ngăn cản anh không sợ em mang nó đi trốn hoắc nhiễm trừng mắt nhìn anh thăm dò hỏi. Em trốn thử xem. Khương Nhiêu xuyên gật đầu, cười nói, cho dù có trốn tới chân trời góc bể, anh cũng có thể bắt em trở về. Hoắc nhiễm hư mũi, cảm thấy thủ đoạn của anh thật đáng sợ. Hoắc nhiễm thở dài, khó xử nói, anh cứ làm như vậy, em sẽ càng lúc càng xa đọa. Vốn theo kế hoạch của cô, sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được công việc như ý, kiếm thật nhiều tiền, trả hết nợ nần cho nhà họ Khương, hưởng thụ cuộc sống riêng, nhưng hiện tại nhiều tiền của vậy sẽ khiến lòng người lung lay không còn động lực cố gắng không sao khương nghiêu xuyên phủ định đây chỉ là tiền để em thoải mái làm những gì em thích anh biết trước đây cô luôn muốn rời khỏi nhà họ khương muốn báo đáp nhà họ khương tuy hiện giờ cô không còn nghĩ vậy nữa nhưng anh không hề an tâm chút nào vậy nên anh chuyển cổ phần công ty cho cô cột chặt cô với nhà họ khương không cần báo đáp hay không báo đáp trả ân tình gì gì đó đây chính là đồ của cô thuộc về cô cô dùng là điều hiển nhiên. Buổi tối, quả nhiên hoắc nhiễm làm theo lời Khương Nhiêu Xuyên, ngoan ngoãn tập sịt ấp, nhưng mà là ngồi sát cạnh Khương Nhiêu Xuyên, hai chân quàng lấy hông anh, hai tay kéo tay anh, mượn lực của anh để ngồi dậy. Khương Nhiêu Xuyên ngồi trên giường, để cô tùy ý làm loạn, thấy sắc mặt hoắc nhiễm đỏ bừng, anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. 55, 56 Nháy mắt đã sắp được 60 cái, hoắc nhiễm thật sự không chịu được nữa, buông tay trực tiếp nằm xuống lắc đầu không thể thật sự không thể khương nghiêu xuyên kéo cô còn bốn cái nữa tiếp tục khương nghiêu xuyên anh định gây sức ép với em sao hoắc nhiễm đá đá anh tức giận khiến em mệt chết thì anh vui lắm mà khương nghiêu xuyên bắt lấy hai chân đang làm loạn của cô đột nhiên anh đè lại cúi đầu hôn lấy môi cô ống tay áo của cô cuốn lên lộ ra phần da trắng như tuyết mà thân hình cao lớn của anh phủ xuống nếu người ngoài nhìn vào, chỉ thấy tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đôi môi hoắc nhiễm bị cắn đau, cô không ngừng rên rỉ, kéo tay anh ra, ấp úng nói, Khương Nhiêu Xuyên, đồ cầm thú, đau muốn chết. Khương Nhiêu Xuyên dừng động tác, vẫn không đứng lên, khàn giọng nói bên tai cô, anh không thích người khác tỏ tình với em. Anh thực sự tức giận, cũng có phần ghen tị. Lúc đứng ở bên kia đường, giây phút nhìn thấy cô, anh chỉ muốn nhanh chóng bước qua kéo cô đi, không muốn người kia nói thêm một câu một chữ nào với Hoắc Nhiễm, nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống. Hiện tại lại chỉ muốn bùng nổ. Anh muốn hôn lên người cô, tạo ra dấu ấn chỉ thuộc về mình anh. Nghĩ như vậy, Khương Nhiêu xuyên kéo cô vào trong lòng, không muốn để lộ bất cứ bộ phận nào của cô cho người ngoài thấy. Đâu liên quan tới em. Hoắc Nhiễm thở phì phò, đôi môi đau nhức, cau mày cãi lại anh. Hoắc Nhiễm rầu rĩ nghĩ, đã lên chức trung đội trưởng rồi mà còn không biết lý lẽ, thật sự lo thay cho những người làm việc dưới trướng của anh. Em đang rất tức giận. Hoắc Nhiễm trừng mắt nhìn anh, gắn kéo tay mình ra, cố ý ra vẻ hung ác, "Đêm nay anh ngủ một mình đi." Hiển nhiên sức cô không so được với anh, Khương Nhiêu xuyên tóm cô lại, lạnh giọng nói hai chữ, "Em dám." Chương 52: Nguyện ý chấp nhận. Edic Quanh. Beta, Nhược Vi. Đầu tháng tư Hoắc Nhiễm bắt đầu viết luận văn. Cả quá trình đều rất thuận lợi, không giết chết nhiều tế bào não của cô lắm, chỉ là tóc bắt đầu thưa dần, cô liền buộc thành đuôi ngựa, nhưng cảm giác vẫn hơi thiếu thiếu. Hắc Nhiễm có phần phiền muộn, bắt đầu lên mạng tìm kiếm serum kích thích mọc tóc, chỉ sợ mình làm việc nhiều tới mức đầu trọc luôn. Thật ra chất tóc của cô rất tốt, mái tóc dài đen nhánh mềm mại, đã sắp tới ngang hông, lúc xõa xuống tự như thác nước. Mỗi lần chiến xong, Khương Nhiêu xuyên thường ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc giống như đứa nhỏ đang nâng niu báu vật vậy. Thời gian chụp ảnh kỷ yếu là tháng 6, vừa đúng thời điểm hạ chí một. Một hạ chí, vào ngày 21-22, 6, ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm. Trên nhóm lớp đã thông báo, yêu cầu mọi người tới sân vận động, mà lúc hoắc nhiễm tới, Du Ti Du và Thành Tranh đã chờ ở đó. Thành Tranh đang cầm điện thoại, điên cuồng soạn thảo tin tức, khuôn mặt lạnh lùng trước sau như một, mà Du Ti Du ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô ấy. Anh ấy cầm quả quyết, sau khi bóp vỏ, liền gỡ toàn bộ đống sơ trắng, cho tới khi quả quyết hoàn toàn sạch sẽ, anh ấy bóp một muối, đưa tới bên miệng thành tranh. Thành tranh há miệng, tự nhiên nuốt muối quyết kia xuống. Ngon không? Du ti du hỏi cô ấy. Thành tranh lắc đầu, trả lời, hơi chua. Mùa này không phải mùa quyết, vì thành tranh thích ăn, vất vả lắm anh ấy mới tìm mua được cho cô ấy, nhưng không đúng mùa, nên ăn có phần không được ngọt. Du Ti Du nhét một muối vào miệng, mới vừa cắn một miếng, anh ấy đã nhe răng trợn mắt, suýt chút nữa nhổ ra. Thành tranh nhiên đầu nhìn anh ấy. Du Ti Du ngoan ngoãn nuốt muối quyết trở lại. Thành tranh gật đầu, ánh mắt như ra lệnh, Du Ti Du lại lập tức bóc một muối, đưa tới miệng cô ấy. Mình cũng muốn. Hoắc nhiễm ngồi xuống cạnh thành tranh, nháy mắt nhìn về phía Du Ti Du. Tự đi mà mua. Du Ti Du trừng mắt nhìn cô, giọng điệu hung hãn, khác hoàn toàn khi nói chuyện với Thành Tranh. Không có tiền. Hắc Nhiễm chống cằm, luôn dùng lý do này để lừa Du Ti Du. Trước đây cô nói không có tiền, Du Ti Du thật lòng tin tưởng, có đôi khi cảm thấy cô đáng thương, còn tìm cách để giúp cô, mà hiện tại. Làm đại cổ đông của nhà họ Khương, sao ngài có thể đáng thương bằng đám ngu dân chúng tôi? gì cơ? Hắc Nhiễm nhíu mày, không hiểu ý Du Ti Du tổng kim ngạch đạt 25 triệu, cổ đông thứ ba của tập đoàn Khương Thị. Du Ti Du nói xong, mở sơ đồ biến động cổ phần của tập đoàn Khương Thị cho Hoắc Nhiễm xem. Thứ nhất là Khương Hải Diệp, thứ hai là Khương Nhiêu Xuyên, mà người thứ ba là Hoắc Nhiễm. Hoắc Nhiễm giật mình, tuy rằng Khương Nhiêu Xuyên nói sau này cổ phần của cô sẽ tăng lên, nhưng không ngờ định mức lại lớn thế này. Giá trị của vị phu nhân đây tăng lên từng ngày, không biết có thể giúp đỡ đám dân chúng nghèo khổ này không? du ti du nói mát giúp đỡ cũng phải có điều kiện hoắc nhiễm hồi thần lại hừ một tiếng cậu phải gọi mình là bố một ngày giúp đỡ cả đời làm cha du ti du không giác ngộ không được thôi đi còn lâu mình mới quỳ liếm du ti du ngẩng đầu nhìn cách đó không xa nói nhưng vài vị kia sẽ không cam lòng hoắc nhiễm nhìn theo ánh mắt của anh ấy có hơi tò mò phía xa xa đám người phó duyệt đang ngồi cùng nhau rõ ràng là đang soi mói hoắc nhiễm như có như không vừa thấy hoắc nhiễm nhìn lại đây mấy cô gái kia lập tức dời mắt phó duyệt và thành tranh không hợp nhau vậy nên đám người của cô ta cũng không thích hoắc nhiễm mấy người các cô đều có thái độ không tốt với thành tranh và hoắc nhiễm nếu là lúc bình thường cũng chỉ là mấy lời xã giao mà thôi nhưng lúc này hoắc nhiễm trở thành đại cổ đông của tập đoàn khương thị giá trị con người lên mức nghìn tỷ lập tức phân rõ khoảng cách với đám sinh viên bình thường ai có thể nghĩ được một người thoạt nhìn bình thường như vậy cũng không có gì đặc biệt thế nhưng lại có quan hệ với nhà họ khương nghe mà cảm thấy như trong truyện cổ tích cô ta không phải họ khương rốt cuộc là có quan hệ gì với nhà họ khương lúc trước có người đồn rằng cô ta là con gái nhà họ khương chẳng lẽ lấy họ mẹ là đại tiểu thư bị che giấu bao lâu nay không phải phó duyệt vẫn luôn im lặng này đột nhiên mở miệng cô ta là con dâu nhà họ khương đây là thông tin lấy được từ buổi dạ hội do phong phu nhân tổ chức phó duyệt sức đầu mẻ tráng vẫn không vào được giới thượng lưu, hoặc nhiễm lại có thể dễ dàng đạt được. Chụp đến giữa trưa, tạm thời nghỉ ngơi. Hắc nhiễm ra khỏi v c đang chuẩn bị tìm thành tranh cùng nhau ăn cơm trưa, nào ngờ lại thấy một hình ảnh rất thú vị. Phạm Lâm chống nạn, khập khiển đi về phía bên này, vừa đi vừa ngoái đầu lại xem, chờ tới khi xác định phía sau không còn ai nữa, cậu ấy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vứt nạn sang một bên, sau đó duỗi thẳng người, chỉ hận không thể xoa bóp toàn thân đang căng cứng lúc này. Hoắc nhiễm nhìn thấy, không khỏi cười ra tiếng. Phạm Lâm nghe thấy tiếng cười, cảnh giác ngẩng đầu, còn chưa thấy người đâu, đã lập tức cầm lấy nạn, kẹp ở bên người mình, vô cùng căng thẳng. Dũng sĩ, làm gì đấy? Hoắc nhiễm lại gần, cười hỏi. Phạm Lâm nghe thấy giọng nói, cả người rung lên, nhưng nhận ra đây là Hoắc nhiễm, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, lại vứt nạn sang một bên hù chết cậu ấy rồi. Hoắc nhiễm nhìn xuống, thấy cổ chân cậu ấy cuốn băng gạt, cả chân bọc kín lại như cái kén, lần trước ở dạ hội nhà họ Phong, cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, đột nhiên cậu ấy bỏ chạy đi mất, mấy ngày qua cũng không thấy đâu. Mới qua có vài ngày, sao đã thân tàn ma dại rồi? Chân của em làm sao vậy? Hoắc nhiễm tò mò hỏi. Bị gãy, không thấy sao? Phạm Lâm nói xong, còn cua chân ra trước mặt cô, giống như gãy chân là chuyện rất đáng tự hào. Hoắc nhiễm miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn không ra đấy. Đi ăn cơm không? Hoắc nhiễm mời cậu ấy. Phạm Lâm còn chưa kịp trả lời, phía sau có tiếng giày cao gót vang lên, có vẻ rất vội vàng, âm thanh càng lúc càng càng gần. Phạm Lâm hoảng hồn, muốn chạy đi lấy nạn, nhưng tay vừa mới chạm vào, người kia đã xuất hiện. Chung Tuệ đứng ở cửa nhìn cậu ấy. Không phải nói đi với đút xe sao? làm gì mà lâu vậy? Bởi vì gấp gáp, chung tuệ thở hỗn hển, nhưng nhìn thấy Phạm Lâm đứng thẳng người, cô ấy lập tức nghi hoặc. Em. Em. Phạm Lâm ấp úng, nhìn hoắc nhiễm, đánh liều, vừa rồi em bị ngã, may mà chị hoắc nhiễm đỡ em. Nói bậy. hoắc nhiễm thầm nghĩ, cô đâu phải anh hùng, rõ ràng đứng cách cậu ấy rất xa. Trung Tuệ nhìn đùi cậu ấy, giọng dịu đi, không hề hoài nghi lý do của Phạm Lâm, quan tâm hỏi, không động tới vết thương chứ? Không có, không có. Phạm Lâm cười rộ lên, lộ ra hai cái răng nanh. Chung Tuệ đi về phía cậu ấy, bỗng giày cao gót vấp phải viên đá nhỏ, cô ấy đứng không vững, chân hơi run rẩy, cả người lão đảo, Phạm Lâm nhanh chóng chạy tới, đỡ cô ấy dậy. Không sao chứ? Trong mắt tràn ngập lo lắng cùng sốt ruột. Tuy rằng thiếu niên gầy yếu, nhưng sức lực rất lớn, chỉ cần một cánh tay đã đỡ được cả người cô. Từ trước tới nay chung tuệ chỉ có một mình một người, nhưng dựa vào cậu ấy, cảm giác phàm lâm như gốc cây đại thụ, vườn dây leo ra, để cô ấy bám vào. Cô ấy có hơi hoảng hốt, lập tức hồi thần, nhìn về phía đùi phàm lâm theo bản năng. May mắn, cậu ấy vẫn đứng vững, vừa rồi cậu ấy chạy tới, trông cũng rất bình thường. Phàm lâm lập tức cảm thấy bối rối, trong mắt liên tục chuyển động, bắt đầu tìm kiếm lý do biện hộ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên giải quyết thế nào. Vì thế cậu ấy cúi đầu, giống như đứa nhỏ làm việc sai, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi. Thật ra vết thương đã sớm lành, nhưng khoảng thời gian dưỡng thương, chung tuệ đối xử với cậu ấy rất tốt, việc gì cũng chiều theo ý cậu ấy, thậm chí còn tự mình hầm canh cho cậu ấy. Phạm Lâm rất thích được đối xử như vậy, cho nên cậu ấy hy vọng vết thương của mình đừng khỏi lại, nếu chân cứ mãi bị thương, cả đời không tốt, cậu ấy cũng nguyện ý, chỉ cần chung tuệ ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng hiện tại vết thương đã lành. Cậu ấy có thể bay nhảy, không còn vấn đề gì nữa. Chị đừng tức giận. Phạm Lâm sốt ruột, sợ cô ấy tức giận, sau này sẽ không để ý tới cậu ấy nữa. Em chỉ muốn chị chăm sóc em nhiều hơn, em sai rồi, về sau em không dám nữa. Phạm Lâm thành khẩn nhận sai, vừa nói vừa lén nhìn Chung Tuệ. Thật ra cậu ấy cảm thấy không yên, đã nhiều năm trôi qua, cậu vẫn theo đuổi chị ấy, rốt cuộc chị ấy cũng chịu dừng lại đợi cậu. Phạm lâm không muốn mọi chuyện lại trở về con số không cậu cũng đừng để tôi lo lắng chung tuệ mở miệng giọng điệu bình thản không chút tức giận buổi tối hôm đó cô ấy mất thăng bằng suýt nửa ngã từ cầu thang xuống cũng may phàm lâm ôm chặt cô ấy bảo vệ cô ấy cuối cùng hai người cùng rơi xuống cầu thang nhưng chỉ có mỗi cậu ấy bị gãy chân lúc nguy hiểm cậu ấy dùng cả thân thể để bảo vệ chung tuệ chung tuệ vô cùng sợ hãi cô ngã cầu thang nhưng cả người không hề thương tổn, thậm chí một vết trầy da cũng không có. Phạm Lâm thì ngược lại, cả người xanh tím, một chân không thể động đậy, vậy mà vẫn cố ôm cô không chịu buông tay, khàn giọng hỏi cô có bị thương hay không. Mắt đối mắt với cậu ấy, trong mắt Phạm Lâm tràn ngập đau lòng, sợ cô bị thương, cả người đều run rẩy, thấy cô không nói lời nào, cậu ấy tưởng cô làm sao, thiếu niên ngang tàn như Phạm Lâm, thế mà lại rơi nước mắt. Chung Tuệ không phải người sắt đá, khoảnh khắc đó như có luồng điện giật trái tim có hơi đau đớn. Hóa ra cảm giác được một người đàn ông cưng chiều, chở che bảo bọc là như vậy. Cô ấy không biết có phải mình cảm động hay không, nhưng hiện tại, cô ấy nguyện ý chấp nhận tấm lòng của cậu ấy. Em đi trước đây. Hắc nhiễm cười cười, cảm giác mình ở đây như đang phá đám họ, vẫn nên rời đi thì tốt hơn, nào ngờ mới đi được hai bước, đột nhiên Chung Tuệ gọi cô lại. Hắc nhiễm, ngày 16 tháng này là sinh nhật chị, mong em và Nghiêu Xuyên tới tham dự. Hoắc nhiễm dừng lại, có hơi nghi hoặc sao Chung Tuệ lại mời cô. Tuy rằng lần trước cô ấy giúp cô, nhưng Hoắc nhiễm có thể cảm giác Chung Tuệ có địch ý với cô, đương nhiên là vì Khương Nhiêu Xuyên. Chỉ có bạn bè thân thiết và người nhà. Chung Tuệ nói thêm một câu. Hắc nhiễm ngẫm nghĩ, gật đầu, được, em sẽ nói với Nhiêu Xuyên. Chương 53, không cần trả ơn. Edit, quanh. Beta, nhược vi mọi chuyện lúc sau đều tiến hành thuận lợi so với dự tính còn sớm hơn một tiếng hoắc nhiễm và thành tranh hẹn nhau tới cửa hàng bánh ngọt ăn lót dạ nào ngờ du ti du kéo thành tranh đi bảo là có chuyện gì đó không còn cách nào khác hoắc nhiễm chỉ có thể đi một mình hôm nay khương nhiêu xuyên ở công ty chắc là rất bận rộn hoắc nhiễm lướt điện thoại một lúc vẫn không nên quấy rầy anh thì hơn hoắc nhiễm định tự mình đi bộ về nhà men theo cổng phía nam của trường hoắc nhiễm đột nhiên phát hiện ra Hình như phía trước là tập đoàn Khương thị. Suốt 5 năm qua, cô chưa từng tới đây, hoắc nhiễm cảm thấy nơi này không thuộc về mình, vậy nên chưa hề để ý tới nó, nhưng hôm nay cô chợt nhận ra, hiện tại cô đã là cổ đông của Khương thị. Thật không thể tưởng tượng được, một tòa nhà cao tầng như vậy giờ có một phần thuộc về cô, cứ cảm giác như đang trong truyện cổ tích. Tuy rằng cô chưa từng vào đây bao giờ, nhưng vẫn cảm thấy rất thân thiết. Hiện tại đang là giờ tan tầm, trước cổng tòa nhà người đến người đi nhưng nhìn xung quanh đại sảnh, có vẻ hơi trống trải. Hoắc nhiễm không biết nên đi đâu, vì thế cô đến trước quầy lễ tân, cười hỏi, xin chào, xin hỏi văn phòng của giám đốc Khương ở tầng mấy. Hiện tại Khương Hải Diệp giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, nhắc tới giám đốc Khương, chỉ có thể là Khương Nhiêu Xuyên. Văn phòng của giám đốc Khương ở tầng 9. Nhân viên lễ tân trả lời, chỉ đường cho cô, thang máy ở đằng kia ạ. Hoắc nhiễm nhíu mày, nghĩ thầm, cái gì cũng không hỏi, đã lập tức chỉ đường cho cô chẳng lẽ không nghi ngờ mục đích cô tới đây sao chỉ có cần em dẫn chị lên không ngạ à? nhân viên lễ tân thấy cô vẫn đứng yên không nhúc nhích vì thế lại hỏi tiếp hoắc nhiễm lắc đầu cô đi vào thang máy lên tầng 9. cả tầng 9 rất yên ắng không hề có bóng người gần đó là phòng họp được lắp kính thủy tinh trong suốt hoắc nhiễm đi vào bên trong mới vừa đi vào chợt nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện hoắc nhiễm dừng bước lại theo bản năng bởi vì xung quanh quá mức yên ắng người bên trong lại nói to cô có thể nghe thấy rõ ràng đã quen nhìn cậu mặc quân trang hiện tại mặt vết thế này thật đúng là không quen giọng người đàn ông kia có hơi lớn vừa nói vừa cười chắc hương nhiêu xuyên ở bên trong nhưng không nghe thấy tiếng anh nói chuyện yên lặng một lúc người đàn ông kia lại mở miệng nói đúng rồi năm năm trước chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ giải cứu nạn nhân bị bắt cóc không phải cậu cứu được một bé gái sao? Ừm. Giọng Khương Nhiêu xuyên vang lên, ngắn ngủi một chữ duy nhất. Không phải vụ đó có cá lọc lưới à một thời gian trước, hắn ta tới nhà của bé gái đó, lùng sục tìm kiếm, khiến căn nhà lộn xộn hết cả. Người đàn ông thở dài, nói tiếp, cũng may cậu mang bé gái đó đi. Nếu vẫn còn ở căn nhà kia, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, bị bọn tội phạm tìm được, không biết kết cục sẽ như thế nào. Chỉ cần cứu được bé gái đó, chuyện sau này không còn liên quan tới chúng ta nữa thế mà cậu lại xin cấp trên phê duyệt muốn nhận nuôi bé gái đó cậu cũng thật mạo hiểm vốn dĩ việc này là không đúng quy định không biết bé gái kia giờ thế nào rồi anh nói gì hắn ta tới nhà em ấy khương Nhiêu xuyên nghe thấy lời người đàn ông nói đột nhiên căng thẳng dồn dập hỏi tiếp cụ thể lúc nào hắn ta đang ở đâu người đàn ông thấy khương Nhiêu xuyên căng thẳng không nhịn cười được nhưng cảm giác có gì đó hơi kỳ lạ dù gì cũng là đội trưởng khương từ trước tới giờ thấy biến luôn không thay đổi sắc mặt sao hiện giờ mới nghe chuyện mà đã luống cuống thế này cậu yên tâm người đàn ông cười nói đã bắt được rồi dù sao bé gái kia cũng là người duy nhất sống sót tên đầu sỏ đang bị truy nã có vẻ đã bị dồn tới đường cùng vậy nên muốn giải quyết nốt nợ nần lúc trước hoắc nhiễm nghe hai người họ nói chuyện mỗi câu mỗi chữ đều lọt vào tai cô chỉ có thể ngơ ngẩn đứng đó trong lòng hỗn loạn chính mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra Đúng lúc này, di động của cô vang lên, hoắc nhiễm giật mình hoảng sợ, lập tức mở túi sách tìm di động. Đồ còn chưa tìm được, cánh cửa trước mặt đã mở ra, Khương Nhiêu xuyên cầm di động trên tay, xuất hiện trước mặt cô. Màn hình di động của anh đang hiện lên cuộc gọi đi, chính là số của cô. Nhìn thấy hoắc nhiễm, anh lập tức tắt máy, di động của hoắc nhiễm cũng không kêu nữa. Khương Nhiêu xuyên nhìn hoắc nhiễm chăm chú, hơi thở gấp gáp, anh nhanh chóng lại gần, ôm chặt cô vào lòng, hai cánh tay như kìm sắt, cảm thụ rõ ràng độ ấm trên người cô, giống như sợ cô biến mất lúc nào không hay, sức lực trên tay càng lúc càng chặt. Hoắc nhiễm có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập, từng nhịp từng nhịp, so với ngày thường nhanh hơn không ít. Cô bị anh ôm tới khó thở, đành đẩy ra, nhỏ giọng hỏi, sao thế? Khương Nhiêu Xuyên không trả lời, một lúc sau, anh buông cô ra. Hai tay Khương Nhiêu Xuyên dời lên cổ cô, nhẹ nhàng vuốt ve gò má, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới xác định cô không sao anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi anh rất sợ hãi anh thấp giọng nói hoắc nhiễm ở trong lòng anh lập tức ngay ra từ trước tới nay khương nhiêu xuyên chưa từng sợ cái gì lúc viên đạn xẹt qua người anh ngay cả lựu đạn nổ tung anh cũng không sợ cho dù là lưỡi dao đâm vào người cùng lắm cũng chỉ là cái mạng không có gì đáng sợ nhưng vừa rồi anh lại cảm thấy sợ hãi nếu lúc đó không mang cô về cô gặp phải tai ương anh thực sự không dám nghĩ tiếp. Người trước mắt, so với tính mạng anh còn quan trọng hơn, vậy nên lúc đó anh mới gọi điện thoại cho cô, muốn nghe thấy giọng cô, nhìn thấy cô hoàn hảo đứng trước mặt anh, chỉ cần biết cô an toàn, anh mới an tâm. Hốc mắt hoắc nhiễm phím đỏ, cô mím môi, nhỏ giọng nói, em không sao. Này! Người đàn ông phía sau do dự, muốn nói gì đó, nhưng thấy hai người họ như vậy, anh ấy cũng ngại chen lời. Không, không giới thiệu chút sao anh ấy không hiểu sao vừa rồi hai người họ ôm nhau chặt như vậy coi anh ấy là kỳ đàn cản mũi sao hoắc nhiễm đông cứng chợt nhớ ra ở đây còn có người nhẹ nhàng đẩy khương nhiêu xuyên đứng cách anh một khoảng cô nghiêng người nhìn bóng người trước mặt lông mi cong dài khuôn mặt không đứng đắn cho lắm nghe lão tần nói cậu có bạn gái anh còn tưởng cậu ta nói dẫn người đàn ông lại gần hai bước muốn nhìn rõ người trong lòng khương nhiêu xuyên thật là xinh đẹp chỉ có cô gái thế này mới nắm được trái tim của cậu xin chào anh tên là phàn châu là đồng đội của khương nhiêu xuyên anh ấy lại gần giới thiệu với cô đóng quân phía tây nam là cánh chim oai hùng dũng mãnh hoắc nhiễm nhìn anh ấy ngơ ngẩn một lúc lúc này mới nhớ ra hình như cô từng thấy anh ấy năm năm trước anh ấy cùng khương nhiêu xuyên làm nhiệm vụ giây phút cô được khương nhiêu xuyên ôm ra ngoài người đàn ông tên phàn châu đã xông tới chỗ khương nhiêu xuyên hỏi anh có bị thương hay không trên chiến trường câu đầu tiên hỏi không phải là có thành công hay không mà lại là có bị thương hay không hoắc nhiễm gật đầu với anh ấy chào anh nhạ phàn châu nhìn cô ánh mắt khóa chặt đôi mắt hiếp lại không hiểu sao nhìn cô gái nhỏ này có hơi quen mắt cảm thấy đã từng gặp ở đâu đó nhưng nghĩ mãi không ra anh ấy đang định hỏi nhưng thấy dáng vẻ bảo vệ kia của khương nhiêu xuyên anh ấy sợ mình còn chưa kịp nói chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không? anh ấy đã bị khương nhiêu xuyên đánh. một khi khương nhiêu xuyên đã đánh người là sẽ bón hành cho đối phương chầu trời gặp ông bà. thời điểm hai người họ mới quen nhau, phan châu từng chịu không ít thiệt dưới tay anh. anh ấy không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa. đây là hoắc nhiễm. khương nhiêu xuyên nắm tay hoắc nhiễm, khuôn mặt dịu đi, đã bình tĩnh trở lại. bạn gái em. anh giới thiệu. hoắc nhiễm nghe quen quen, phan châu lập tức nhớ ra mấy hôm trước có đọc một tập tài liệu, bé gái năm năm trước cũng tên là hoắc nhiễm. anh ấy mở to hai mắt, có lẽ nào đây là mọi lần ba hoa chiếc chòe rất sinh động, lúc này lời đã ở bên miệng, lại không nói được câu nào. khương nhiêu xuyên gật đầu, hiểu ý phan châu, đáp lại đúng vậy. buồn một tiếng, đầu anh ấy như sắp nổ tung, cầm chạm đất, ánh mắt đảo qua đảo lại có cảm giác nhân sinh quan thế giới thay đổi. Lúc trước anh ấy từng gặp bé gái kia, cả người gầy yếu, trông chẳng khác nào cây đậu que, hiện tại nhìn cô, tuy có phần tương tự, nhưng đã thay đổi tới mức kinh ngạc, không thể không khiến người ta sợ hãi. Còn tưởng cậu nổi lòng thương, hóa ra nhận nuôi con gái nhà người ta là để giấu đi. Phàn Châu nhíu mày, cười nói, cậu cũng được đấy. Việc này đã điều tra xong, kẻ phạm tội nghe ngóng được tin tức, chỉ biết mỗi địa chỉ nhà em, còn đâu cái gì cũng không biết. Phan Châu thấy đương sự đang ở đây, sợ cô gái nhỏ sợ hãi, liền khuyên nhủ, lúc này hắn ta đã xa lưới, em không cần lo lắng. Em không lo lắng. Hoắc nhiễm lắc đầu, nói thật lòng, có nghiêu xuyên bảo vệ em. Phan Châu nghẹn họng, đột nhiên cảm thấy mấy lời vừa rồi của mình thật dư thừa, đã vậy còn bị nhét một ngụm cơm chó một. Một nguyên văn là cẩu lương, nghĩa là thức ăn chó. Cẩu lương được ẩn dụ hình ảnh chú chó ngồi nhìn chủ ăn một cách thèm thuồng nhưng bản thân lại không được ăn. Cũng giống như hình ảnh các cặp tình nhân thể hiện tình cảm khiến cho những người độc thân phải đứng nhìn thèm thuồng rồi lại ghen tị với họ. Trên đường về nhà, Hoắc nhiễm có vẻ rầu rĩ không vui. Khương Nghiêu xuyên kéo tay cô, nhẹ nhàng miết khuôn mặt cô, cười nói, nhiễm nhiễm của anh làm sao vậy? Anh lại chọc giận em à nếu anh làm sai chuyện gì, em cứ tùy ý đánh anh, mắng anh. Khương Nghiêu suy nói xong, kéo cô ngồi trên đùi mình giọng điệu cưng chiều làm sao bây giờ hoắc nhiễm nhìn anh hít mũi có vẻ như sắp khóc trái tim khương nghiêu xuyên lập tức vọt ra ngoài hình như không phải là đùa giận thật rồi khương nghiêu xuyên hình như em nợ anh quá nhiều hoắc nhiễm nỉ non có hơi lo lắng đúng như lời phàn châu nói anh cứu cô chỉ vì đây là nghĩa vụ của anh sau này cô có như thế nào cũng không liên quan tới anh nhưng Khương nhiêu xuyên nhận nuôi cô. Anh dẫn cô về nhà, cho cô cuộc sống áo cơm không lo, tặng cho cô một gia đình hạnh phúc, khiến cô nhận ra thế giới này vẫn còn tình yêu. Nếu không có anh, có lẽ Hoắc Nhiễm sẽ chỉ sống thêm được 5 năm nữa, không phải giống như bây giờ, an toàn đứng đây, ngày trước mặt anh. Hoắc Nhiễm nói xong, sắc mặt Khương nhiêu xuyên lập tức thay đổi. Anh mím môi, khuôn mặt tái mét, ôm lấy thắt lưng cô, thấp giọng chất vấn, em vẫn muốn báo đáp? cô gái nhỏ này đúng là không quen cách sống vong ân bội nghĩa đến giờ vẫn còn nghĩ tới việc trả nợ cho anh em thử nhắc tới hai chữ báo đáp thêm một lần nữa xem có tin là anh sẽ đánh em không khương nhiêu xuyên thì thầm bên tai cô nhẹ nhàng cắn vành tai non mềm chuyện nào ra chuyện đó hoắc nhiễm ngẩng đầu nhìn anh nói em thật lòng yêu anh nhưng đây là ơn cứu mạng em đã hứa lấy thân này trao cho anh nhưng anh không chỉ cứu em một lần em chỉ có mỗi tấm thân này không thể trả hết ân nghĩa cho anh hoắc nhiễm buồn rầu đột nhiên cô nghĩ tới gì đó ông lấy cổ anh cười tủng tỉm em sinh con cho anh là được khương nghiêu xuyên dùng lực nhéo eo hoắc nhiễm cô bị đau ôi một tiếng em nói gì khương nghiêu xuyên bình tĩnh nói sinh con vì muốn báo ân khương nghiêu xuyên thật sự muốn bổ đầu cô ra xem rốt cuộc bên trong cấu tạo thế nào em nói đồ thôi thấy anh sắp sự tức giận Hoắc nhiễm nhanh chóng sửa miệng, cười cười, hôn môi anh. Em thích Khương Nhiêu Xuyên nhất, Khương Nhiêu Xuyên của em. Hoắc nhiễm lại ôm anh, nói chân thành tha thiết, cảm ơn anh rất nhiều. Lực quanh hông lại mạnh hơn, anh dính sát vào người cô, hôn một cái thật mạnh. Năm năm trôi qua, mỗi bước đi của cô đều như giao vào lòng anh những hạt giống, sinh sôi nảy nở, cuối là là bung tỏa thành những đóa hoa đỏ thắm lộng lẫy. Anh thích nghe mấy lời này. Chương 54, mái nhà thuộc về chúng ta. Edit, quanh. Beta, nhược vi. Hôm nay phải ra ngoài lấy tin tức, người được phỏng vấn là vị thiếu gia nhà họ Khương, cấp trên yêu cầu hai người họ phải tới công ty Khương Thị tiến hành phỏng vấn. Vừa mới bước vào công ty, Tống Giảng đã thấp thỏm không yên, tuy rằng có tiền bối hoắc nhiễm đi cùng, cô ấy vẫn cảm thấy sợ hãi. Nghe nói trước đây giám đốc Khương là bộ đội đặc chủng. Tống Giảng xem lại tư liệu, càng xem càng lạnh run, cảm giác người này không phải nhân vật đơn giản. Chị hoắc nhiễm, chị đoán xem, giám đốc Khương có phải người hung dữ không? Tống giảng đuổi theo hỏi. hoắc nhiễm đang chuẩn bị phỏng vấn, nghe tống giảng hỏi như vậy, thuận miệng đáp lại, đúng là rất hung dữ. Em cũng cảm giác như vậy. Tống giảng càng thấp thỏm không thôi, không tự giác nuốt nước miếng, bắt đầu tưởng tượng linh tinh, có thể anh ta là một người đàn ông to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ cần vung quyền, lập tức có thể khiến đầu lìa khỏi cổ. Tống giảng không khỏi rùng mình, nghĩ mà thấy sợ. Cô ấy nắm chặt bút bi trên tay, cố gắng trấn an bản thân. Tới công ty Khương Thị, vừa mới bước vào đại sảnh, đã có lễ tân ra đón, cũng không thèm hỏi các cô câu nào, nói thẳng, mời các vị đi lối này. Lễ tân mang các cô đi thang máy chuyên dụng, bình thường chỉ có chủ tịch và tổng giám đốc mới sử dụng. Tống giảng theo sau hắc nhiễm, có hơi nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi, cô ấy quen chúng ta à nếu không thì sao lại không hỏi câu nào đã biết các cô tới đây phỏng vấn hoắc nhiễm gật đầu lên tiếng chắc vậy nói xong cô mở di động ra xem màn hình vẫn dừng ở khung cha sáng nay với khương nhiêu xuyên khương nhiêu xuyên nhắn cho cô bảo cô đừng tức giận hoắc nhiễm vẫn chưa trả lời lại đáng lẽ ra buổi phỏng vấn hôm nay không tới tay hoắc nhiễm cũng không cần cô quan tâm nhưng cấp trên đã ra lệnh yêu cầu cô phải phỏng vấn giám đốc khương vì thế hạ lệnh cưỡng chế cô phải tới đây. Hoắc nhiễm không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể đồng ý. Giám đốc Khương đang họp, hai vị chờ một lát. Hoắc nhiễm gật đầu, không nói nữa. Cô lấy bút ra, hỉ hoáy viết gì đó, đôi mắt thản nhiên không chút gần sóng. Tống giảng thầm nghĩ, quả nhiên tiền bối chính là tiền bối, thấy biến không hề sợ hãi. Hoắc nhiễm, chị xem này. Tống giảng đã lướt Weibo, đột nhiên nhìn thấy gì đó, vội vàng đưa cho Hoắc nhiễm xem bài post gồm hai tấm ảnh chụp ảnh thứ nhất là một người đàn ông ôm một người phụ nữ tấm còn lại là đang thử váy cưới tống giảng giải thích đơn giản cho hoắc nhiễm nghe mười năm trước anh ta cứu mạng một cô gái mười năm sau cô gái vượt ngàn dặm xa xôi tìm được anh ta còn gả cho anh ta tống giảng không khỏi cảm thán quả là câu chuyện cổ tích tôi cứu mạng em em lấy thân báo đáp quá cảm động thật không biết suy nghĩ hoắc nhiễm không phản ứng mãnh liệt như tống giản đọc bài post kia xong, lập tức lắc đầu, sao có thể chỉ vì cứu mạng mà cô ấy phải dùng cả đời mình đền đáp. Hoắc nhiễm lạnh nhạt nói, nhìn dáng vẻ như đang kìm nén gì đó, tống giảng không khỏi nghi hoặc. Hoắc nhiễm vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng bước chân, Khương Nhiêu xuyên đứng ở cửa, tống giảng nghe tiếng, quay đầu lại xem. Đập vào mắt là khuôn mặt tuấn lãng, anh mặc bộ vét đen, thắt nút chỉnh tề, cả người tràn ngập hơi thở nam tính, anh vừa xuất hiện, tống giảng lập tức không dám nói lời nào, chỉ có thể thầm nghĩ anh hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô ấy khương nghiêu xuyên nhìn hoắc nhiễm hai người mắt đối mắt một lúc sau hoắc nhiễm thản nhiên rời mắt khương nghiêu xuyên rời mắt chậm rãi đi vào hai người ngồi đối diện nhau lúc này hoắc nhiễm mới ngẩng đầu hờ hững nói xin chào giám đốc khương tôi là phóng viên hoắc nhiễm của tòa soạn eleka phụ trách bài phỏng vấn lần này xin hỏi ngài đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nếu được chúng ta sẽ bắt đầu Khương Nghiêu suy nhìn hoắc nhiễm, ánh mắt vẫn không dời đi, gật đầu, được rồi. Quá trình phỏng vấn rất thuận lợi, so với dự tính còn sớm hơn nửa tiếng, tiếp theo cần phải chụp vài tấm ảnh. hoắc nhiễm có hơi đau bụng, cô đành ra ngoài tìm nhà C. có thể là do đêm qua một mình một giường, đá chăn lung lung, có hơi cảm lạnh, vậy nên mới bị tiêu chảy. Mới ra khỏi nhà C, hoắc nhiễm đi được hai bước, đột nhiên có bàn tay vòng qua, nâng cả người cô lên khỏi mặt đất. Hoắc nhiễm hoảng sợ hô một tiếng, nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô đè nén giọng, không dám tạo ra tiếng động quá lớn. Cả người dựa vào lòng ngực ấm áp, Khương Nhiêu xuyên cúi đầu, mũi chạm mũi với cô. Nhiễm nhiễm. Giọng nói trầm thấp của anh khiến lỗ tai cô ngứa ngáy, cảm giác thật gợi cảm. Em còn giận anh. Đã vài ngày trôi qua, cô vẫn không để ý tới anh, không chỉ bị ép dọn sang phòng bên ngủ, muốn dỗ cô cũng không dỗ được, từ sáng sớm đến chiều muộn đều bận công việc rất khó nhìn thấy người khương nghiêu xuyên chiều hư cô nhưng chiều hư thì sao tự mình dỗ là được cho dù có chuyện gì đi chăng nữa anh đều cam tâm tình nguyện khương nghiêu xuyên cầm tay cô đặt lên môi mình nhẹ nhàng hôn xuống nhiễm nhiễm làm gì anh cũng được nhưng đừng làm lơ anh khương nghiêu xuyên thấp giọng có hơi buồn rầu vừa rồi phỏng vấn cô coi đây là việc chung mà giải quyết nhìn khương nghiêu xuyên bằng ánh mặt lạnh lùng thản nhiên nhưng suốt cả quá trình Khương Nhiêu Xuyên vẫn luôn nhìn cô chăm chú, không hề nhúc nhích. Nhìn thấy cô, anh chỉ muốn bắt người ôm vào trong lòng, mạnh mẽ hôn vài cái mới thôi, cũng đã vài ngày chưa được chạm vào nhiễm nhiễm rồi. Khương Nhiêu Xuyên vừa nói vừa lục lọi gì đó trong túi quần, sau đó hai tay cầm lấy bàn tay hoắc nhiễm, lúc hoắc nhiễm phản ứng lại, muốn dậy ra, mọi thứ đã quá chậm, Khương Nhiêu Xuyên đã đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Anh vẫn nắm chặt, không hề buông tay. Khương Nhiêu Xuyên, anh thật tệ. Cô gái nhỏ nhíu mày nhìn anh, cô có hơi tức giận, dẫm lên chân anh hai cái. Có ai cầu hôn như anh không? Một tuần trước, trời mưa to, hoắc nhiễm trú mưa ở cửa hàng KFC, đành phải gọi Khương Nhiêu Xuyên tới đón cô, vừa hay lúc đấy anh ở gần đó, chưa đầy 10 phút đã tới nơi. Hai người rời khỏi hàng KFC, đi xuống nhà ga, vừa tới nơi, đột nhiên Khương Nhiêu Xuyên dơ chiếc nhẫn ra, hỏi hoắc nhiễm có đồng ý gả cho anh không? Lúc ấy hoắc nhiễm ngây ngốc, sao lại thế này? chiếc nhẫn kia vừa to vừa đẹp, nhưng cô không kịp phản ứng, hoàn toàn bối rối, quan trọng nhất là lúc đó cô mắc mưa, tóc bết nước, trông rất xấu xí. Hơn nữa ai lại cầu hôn ở nhà ga? Trong không khí vừa tối vừa ẩm ướt, chỉ sợ người duy nhất chứng kiến cảnh cầu hôn này là con chuột đang trốn chui trốn lủi trong góc. Dù có qua loa như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tới mức này chứ. Đúng là không hiểu lòng con gái. Dưới tình huống ấy, Hoắc nhiễm không còn tâm trạng để nghĩ tới chuyện khác, anh hoàn toàn không có thành ý, vậy nên cô không đồng ý, mấy ngày qua cũng tức giận, không để ý tới anh. Có. Khương Nhiêu xuyên đáp lời cô. Hắc nhiễm lại càng nổi giận, nhưng cô cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nhíu chặt mày, không thèm để ý tới anh. Khương Nhiêu xuyên kéo tay cô, sau đó lôi người đi vào phòng khách, phòng khách là nơi chuẩn bị quay chụp phỏng vấn, ở ngay bên cạnh văn phòng Khương Nhiêu xuyên. Vừa mở cửa, Hắc Nhiễm sợ ngây người. Dưới sàn nhà trải đầy cánh hoa hồng đỏ tới mức mù mắt, nhìn từ xa có thể thấy những cánh hoa được xếp thành hình trái tim, phía bên trên trần nhà tràn ngập bóng bay màu hồng, Hắc Nhiễm nhìn mà sợ tới mức nuốt nước miếng. Nhiễm Nhiễm, gả cho anh nhé." Khương Nghiêu Xuyên cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên ngón áp út đang đeo nhẫn. "Lần này không qua loa nữa, cả đời này em đều phải ở bên cạnh anh." Giọng anh cực kỳ dịu dàng. Đúng lúc này đột nhiên bên ngoài ngập tràn tiếng hoan hô đảm nhân viên vui sướng hò hét phu nhân mau đồng ý đi hầu hết người trong công ty đều biết mặt hoắc nhiễm cô làm đại cổ đông từng tham gia vài buổi họp đại hội đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất cô là bạn gái của khương nhiêu xuyên tất cả mọi người đều coi cô là khương phu nhân khương nhiêu xuyên chỉ là một tên đầu gỗ không hiểu lãng mạn lúc ấy vừa mua nhẫn đầu óc nóng lên trực tiếp cầu hôn ở nhà ga sau đó hoắc nhiễm nổi giận anh còn không hiểu tại sao thầm nghĩ chẳng lẽ hoắc nhiễm không muốn gả cho anh sau này khương nghiêu xuyên đi hỏi mọi người mới biết được lý do vì sao hoắc nhiễm tức giận đều nói cầu hôn phải có hoa tươi có bóng bay còn có thật nhiều người chứng kiến mấy cô gái đều rất thích loại hình này anh nghĩ chắc hẳn hoắc nhiễm cũng thích liền chuẩn bị mọi thứ cho cô mọi người vẫn còn ồn ào náo nhiệt càng ngày càng phấn khích chỉ sợ một lúc nữa sẽ thực sự bùng nổ trước đây mỗi lần làm nhiệm vụ anh đều lấy sinh mạng của mình ra thời trước quốc kỳ trung với nước, trung với dân, cho dù có hy sinh, cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Khương Nghiêu xuyên gằn giọng, trên người có khí khái nhiệt huyết của người quân nhân. Nhưng lần đó làm nhiệm vụ, vì em, anh bắt đầu sợ hãi cái chết. Mang trong mình trọng trách, trong lòng có người mình yêu, chỉ sợ khi tiếp tục, sinh mạng này sẽ không còn đường lui. Khương Nghiêu xuyên nhìn hoắc nhiễm, nhếch môi cười, kiên định nói, vậy nên, gả cho anh, anh sẽ tạo nên một mái nhà chân chính thuộc về chúng ta những lời này, rất lâu trước kia Khương Nhiêu Xuyên đã hứa với cô, anh vẫn luôn ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ quên đi. Hoắc nhiễm méo máu, sắp khóc tới nơi, cô hiểu tấm lòng anh, cũng biết từ trước tới nay, anh luôn yêu thương dỗ dành cô như bảo bối trân quý, mới khiến cô càng ngày càng càng quấy. Cô cảm thấy mình thật may mắn. Anh chính là như vậy, cô cảm giác tức giận vừa rồi như tiêu tan thành mây khói, trong lòng ngọt ngào như kẹo bông, niềm hạnh phúc trào dâng khắp từng mạch máu cơ thể. Hoắc nhiễm nhìn anh, Yên lặng một lúc, cô nhẹ nhàng gật đầu, vâng một tiếng. Khương Nhiêu xuyên cười lớn, vui vẻ ôm chầm lấy cô. Hoắc nhiễm cũng nhẹ nhàng ôm eo anh, đầu tựa lên vai anh, nở nụ cười dịu dàng. Đám nhân viên ở bên ngoài lập tức hoan hô, gào thét, chúc mừng giám đốc Khương. Chúc mừng Khương phu nhân. Tống giảng đi theo đám người tới phòng khách, nhìn thấy cảnh này, cầm muốn rớt tới nơi, tất cả mọi người trong Khương thị gọi Hoắc nhiễm là Khương phu nhân hơn nữa giám đốc Khương cầu hôn Hoắc Nhiễm, Hoắc Nhiễm gật đầu đồng ý. Trên đường trở về, Tống Giảng vất vả lắm mới hồi thần lại, sau đó dò hỏi Hoắc Nhiễm, cô thật sự là Khương phu nhân à, tại sao lại tới tòa soạn của họ làm phóng viên? Hoắc Nhiễm đang rất vui vẻ, giải thích vài câu với Tống Giảng, cuối cùng lại thành ra kể hết mọi chuyện, Tống Giảng nghe mà thấy thích, con người đảo qua đảo lại, ngưỡng mộ nói, chị Hoắc Nhiễm, đây mới là tình yêu cổ tích. So với câu chuyện lúc trước, mối tình này còn cổ tích hơn chương 55, như ý nguyện. Edit, quanh. Beta, nhược vi. Hoắc nhiễm ngồi trước bàn hóa trang, nhìn chuyên viên trang điểm đội màn xa cho cô, mặt ngoài trong cô có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong lại đang loạn cao cao. Cô cũng không có biện pháp nào khác, hôm qua đến tận tối khuya mới đi ngủ, trong lòng bất an không thôi, Khương Nhiêu Xuyên nằm ở bên cạnh, dỗ dành cô hồi lâu, rốt cuộc cô mới có thể ngủ được. Sáng hôm nay, Hoắc nhiễm thức giấc từ sớm chuyên viên trang điểm đã đi ra ngoài, chỉ có một mình hoắc nhiễm ngồi trên giường, cô định đứng dậy ra ban công nhìn xem, cửa phòng đã bị đẩy ra, thành tranh và tống giảng mặc đồ phù dâu đi vào. Trang phục phù dâu là thành tranh chọn, chiếc váy màu xanh xinh đẹp tao nhã, càng làm nổi bật thêm thân hình quyến rũ của cô ấy. Đây là lần đầu tiên tống giảng làm phù dâu, cô ấy vô cùng hưng phấn, quay vòng vòng hai cái, miệng đã sắp nhếch tới tận mang tai. Nửa năm trước cô ấy được chứng kiến màn cầu hôn ở Khương Thị, sau này chị Hoắc Nhiễm gửi thiệp mời cho cô ấy, mời cô ấy làm phủ dâu, lúc ấy Tống Giảng không tin vào mắt mình, mừng tới điên rồi. Chị Hoắc Nhiễm, hôm nay chị thật đẹp. Tống Giảng nhìn thấy Hoắc Nhiễm, không khỏi khen ngợi. Em cũng xinh lắm. Hoắc Nhiễm ngẩng đầu, cười với cô ấy. Cô vừa nói vừa nắm chặt tấm chăn, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng anh Khương nhà cậu cũng thành công bắt cậu về nhà. Thành Tranh ngồi bên cạnh Hoắc Nhiễm, cầm lấy tay cô, cười nói trước đây cậu luôn nhắc với mình rằng không biết sau này có ngày này không hồi còn học đại học hai người vừa mới thân nhau chưa được bao lâu hoắc nhiễm đã thường thủ thị với thành tranh nói rằng cô không hề thích ai chỉ thích mỗi anh khương khi đó khương nhiêu xuyên còn chưa trở về hai người chưa hề gặp mặt nhau ngày ấy hoắc nhiễm chỉ coi đó là lời nói gió thoảng bên tai cô chỉ mong anh nhận tấm chân tình của cô không mong gì khác nữa mấy chuyện sau này cô không dám nghĩ đến ví dụ như việc kết hôn nghe có vẻ quá mức xa xôi mình thỏa mong ước được gả cho anh khương không biết khi nào thì tới lượt cậu đây hoắc nhiễm nhướng mày hỏi lại thành tranh cô ấy và du ti du đã hẹn hò được mấy năm hiện tại hai người họ được mệnh danh là trai tài gái sắc trong giới báo chí tất cả mọi người đều chú ý tới hai người họ thành tranh cúi đầu cười khẽ còn chưa kịp trả lời bên ngoài đã vọng lên tiếng du ti du hoắc nhiễm cuối cùng cậu cũng kết hôn du ti du mặc bộ vét đen chỉnh tề đầu tóc gọn gàng khuôn mặt tuấn lãng, quả không hổ danh từng là hot boy nổi tiếng trong trường. Tranh thủ trước năm 25 tuổi, nhớ sinh con. Du Ti Du vô cùng hưng phấn, vừa nói tới chuyện gả đi, này đã đề cập tới chuyện con cái. Phải sớm sinh quý tử đấy, nhưng cũng đừng gấp gáp quá, nếu không chưa chắc cậu đã được làm phù dâu trong đám cưới của thành tranh. Du Ti Du nhíu mày, thấp giọng nói, lúc ném hoa, nhớ ném cho thành tranh nhà mình, vậy thì mình có thể thúc đẩy tiến trình nhanh hơn chút. Du Ti Du Thành tranh lạnh giọng, trừng mắt nhìn anh ấy, vừa rồi hai người họ nói cái gì, cô ấy đều nghe thấy được. Du Ti Du nói xong, còn chưa kịp đứng dậy, Khương Nhiêu Xuyên đã vào phòng, ngày sau đó Du Ti Du bị ánh mắt sắc bén của ai đó nhìn chăm chăm. Du Ti Du hoảng sợ, vội đứng dậy, lùi về sau vài bước, làm bộ như không biết gì ra ban công ngắm cảnh. Du Ti Du đã sớm nhận ra Khương Nhiêu Xuyên có phần ghét anh ấy, nhưng phải mãi đến sau này, anh ấy mới hiểu rõ lý do tại sao lại bị ghét chắc hẳn khương nghiêu xuyên đã hiểu nhầm từ lâu may là hai người không có xung đột gì lớn nếu không du ti du không thể tưởng tượng được sau này kết cục của mình sẽ như thế nào nghĩ mà đã thấy run khương nghiêu xuyên mang bó hoa cho hoắc nhiễm lúc chạm vào tay cô cảm thấy hơi ẩm ướt hồi hộp mặc dù biết đáp án khương nghiêu xuyên vẫn dịu dàng hỏi trấn an cô không sao có anh ở đây hoắc nhiễm nhìn khương nghiêu xuyên nắm chặt tay anh, cả người thả lỏng hơn không ít, cô nhếch môi cười, lại gần Khương Nhiêu Xuyên, ừm, không sợ. Vừa nói xong, Khương Nhiêu Xuyên kéo hoắc nhiễm ra bên ngoài. Không đúng, các em thất thần gì đấy. Lúc Du Ti Du trở về, người đã bị bắt mất, vội vã la lên, nhóm phù dâu, các em cứ để người bị kéo đi như vậy. Thế này là ăn gian, ngay cả việc cướp cô dâu cũng trực tiếp bỏ qua, không có chút thú vị gì cả. Anh có dám chặn không? Thành tranh bân cua hỏi anh ấy một câu. Du ti du bị chặn họng, ngượng ngùng nuốt nước miếng, tuy cướp cô dâu là chuyện vui, nhưng nếu dám dơ họng súng trước mặt Khương Nhiêu Xuyên, chả khác gì đi tìm đường chết, anh ấy không ngu như vậy. Khương Hải Diệp dắt hoắc nhiễm qua thảm đỏ. Suốt bao năm qua, ông thật sự coi cô là con gái ruột mà yêu thương, thời điểm Khương Nhiêu Xuyên rời đi, chỉ có mỗi cô ở bên cạnh ông. Với ông, đây chính là con gái ruột của mình, vậy nên lúc này cảm xúc của Khương Hải Diệp rất hỗn loạn, từ con gái thành con dâu nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, ông cũng rất vui mừng. Ông kéo Hoắc Nhiễm, từng bước vững vàng kiên định, sau đó trao tay Hoắc Nhiễm cho Khương Nghiêu Xuyên. Hai người cùng thề hứa, đeo nhẫn cho nhau, Hoắc Nhiễm mím môi cười, trong mắt chỉ toàn hình bóng Khương Nghiêu Xuyên, cô thật sự không ngờ thời khắc này lại thành sự thật, cô mặc váy cưới, cùng anh đeo cặp nhẫn chỉ thuộc về họ, cùng nói anh, em đồng ý. Cho tới khi đôi ta chia lìa. Hoắc nhiễm vương tay, nhìn Khương Nhiêu Xuyên, giọng mềm mại, hốc mắt đỏ bừng, muốn ôm. Khương Nhiêu Xuyên cúi người, trực tiếp bế ngang cô lên, để chuẩn bị cho việc kết hôn. Hoắc nhiễm muốn mặc váy cưới một cách hoàn mỹ nhất có thể, vậy nên nỗ lực ăn kiên giảm báo, lúc này Khương Nhiêu Xuyên bế cô rất dễ dàng. Cả người cô lọt trong lòng anh, tay khoát lấy cổ anh. Khương Nhiêu Xuyên cúi người, hôn một nụ hôn phớt. Lần đầu tiên ôm cô, anh cứu vớt tính mạng cô, kéo cô ra khỏi địa ngục, hiện giờ họ trở thành vợ chồng, anh vẫn ôm cô như vậy. Anh là vị thần từ trên trời giáng xuống vì cô. Mọi người bên dưới vui vẻ náo loạn, đào mẫn đứng bên cạnh Khương Hải Diệp, thỏa mãn nhìn cảnh tượng trước mắt, cười không dứt miệng. Bà từng nghĩ rằng, nếu lúc đó thực sự để hoắc nhiễm gã ra ngoài, vậy thật đáng tiếc, hiện tại thì tốt rồi, con trai lớn thành gia, con gái không gã ra ngoài, vẫn thuộc về nhà mình. Khương Nhiêu xuyên rời nhà nhiều năm, mang đứa nhỏ hoắc nhiễm này về là chuyện tốt nhất mà nó từng làm. phía sau hai người là ông bà khương, bà nội mặc bộ váy bà yêu thích nhất, trang điểm vô cùng xinh đẹp tao nhã, cả hai cùng tới tham dự đám cưới của cháu trai. bà thầm nghĩ lúc ấy đứa nhỏ hoắc nhiễm nói khương nhiêu xuyên đang quen bạn gái, hai người thần thần bí bí, thế mà bà lại không phát hiện điều gì bất thường, hóa ra hai đứa nhỏ đang quen nhau. thời điểm bà nội khương nhận được thiệp mời, ngay ngốc không phản ứng kịp, mãi lúc sau mới cười tuét miệng chuẩn bị ném hoa hoắc nhiễm đứng ở chính giữa trên tay cầm bó hoa kiển mũi chân lên quay đầu lại chuẩn bị ném đi mọi người ở phía sau ồn ào nhốn nháo nghe tiếng cười của họ hoắc nhiễm hất tay bó hoa lập tức bay lên không trung chung dịch dịch nhanh mắt muốn vươn tay ra lấy chị nhường em dạo gần đây chung dịch dịch vừa vừa ý một nam minh tinh mới nổi tuy người còn chưa bắt được nhưng đã nghĩ tới chuyện kết hôn không cho đột nhiên phàm lâm xuất hiện đứng trước mặt chung dịch dịch một tay bắt lấy hoa một tay ôm chung tuệ trực tiếp hôn cô ấy một cái hay lắm vậy là sắp tới hôn lễ của chúng ta phàm lâm cầm tay chung tuệ nhìn bó hoa trong tay cô ấy vô cùng vui vẻ chị ngày mai là ngày tốt chúng ta tới cục dân chính đi chung tuệ đỏ mặt còn chưa kịp nói gì chung dịch dịch đã nhíu mày hiển nhiên đang rất không vui vẻ dáng vẻ muốn đạp phàm lâm không được đây. Chung dịch dịch đứng lên chém giết, nói, còn chưa tới tuổi kết hôn đã đòi công chứng, làm loạn à. Phạm Lâm chợt nhớ ra, còn nửa năm nữa cậu ấy mới tròn 20 tuổi, vậy ngày mai không thể đi công chứng được. Cậu ấy vô cùng thất vọng, cúi đầu thở dài. Chung dịch dịch đắc ý nhìn Phạm Lâm, vươn tay muốn cướp hoa trong tay Chung Tuệ, ai ngờ Chung Tuệ lùi lại, lạnh mặt khiêu khích, dịch dịch, đừng có làm loạn. Chung dịch dịch hoảng hốt, buồn bã rụt tay về, nhưng cô thật sự muốn bắt được hoa. Hoắc nhiễm, ném thêm bó nữa. Chung dịch dịch quay đầu nhìn Hoắc nhiễm, quyệt miệng nói, rất không vui vẻ. Mình cũng muốn mình cũng muốn. Du ti du góp vui, mỗi người một đóa hoa, ném cho tất cả mọi người ở đây. Không được. Phạm Lâm phản bác, trừng mắt bảo vệ bó hoa trong tay chung tuệ, nhất quyết không để ai chạm vào. Mọi người ồn áo nhốn nháo, cười đùa không ngớt tiếng cười tự như vang lên tận trời xanh phiêu đẳng theo đám mây trắng đi đi lại lại cả ngày hoắc nhiễm cảm giác như mình bị lột mất một lớp da cô thay quần áo vừa mới vào phòng tắm khương nhiêu xuyên đã theo sau đây là nhà của hai người họ đối diện căn biệt thự cách một con đường cái chính là nhà của bố mẹ bắt đầu từ ngày hôm nay cô đã có mái ấm của riêng mình cô sẽ bảo vệ nó thật tốt nghĩ vậy hoắc nhiễm vô cùng vui vẻ cái gì cũng chiều theo ý khương nhiêu xuyên ngay cả anh ở phòng tắm làm loạn, Hoắc Nhiễm cũng hào hứng chà lưng cho anh. Ông xã. Tóc Hoắc Nhiễm vẫn còn ướt nước, có giọt nước nhỏ xuống, chạm vào cổ Khương Nhiêu Xuyên. Cô vừa nói hai chữ này, Khương Nhiêu Xuyên lập tức mất khống chế, cho dù có là người đàn ông nhiệt huyết nhất, cũng nguyện chết trên người cô. Ở trong phòng tắm làm loạn hơn một tiếng, Hoắc Nhiễm mệt mỏi được anh bế lên giường, cả người không còn sức, buồn ngủ. Có thể là do đã có hôn nhân ràng buộc, hoắc nhiễm lớn mật hơn trước, còn đòi làm kèo trên, chỉ là cô không còn chút sức lực nào. Ông xã, em muốn sinh con. hoắc nhiễm vừa mệt vừa khó chịu, thấp giọng nức nở, ngón tay bấu chặt vào da thịt anh. Khương Nhiêu suy mở miệng, khàn giọng nói, nhiễm nhiễm, không gấp. hoắc nhiễm cũng nghĩ vậy, cô không gấp, nhưng cô sốt ruột thấy anh. Năm nay anh đã 31 tuổi, nếu để thêm vài năm nữa, lỡ anh già rồi thì làm sao bây giờ? Mãi sau này, khương nhiêu xuyên mới biết được nguyên nhân hoắc nhiễm khẩn cấp đòi có con anh tức giận tới mức suýt chút nữa không thở được xem ra nên để hoắc nhiễm biết một chút anh vẫn đang trong độ tuổi sung mãn có cô mới già tập truyện đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh radio ngôn tình nếu bạn thích bộ truyện này hãy nhấn nút like share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo